Thưa quý vị, ai mà ở gần ở quận Cam của chúng ta, và không phải chỉ riêng gì những người ở đây mà tất cả mọi người ở các nơi khi mà về tới quận Cam, về tới miền Nam Cali chơi, và thì cũng đều hỏi là Đức Mẹ Con Sò ở đâu, Đức Mẹ Long Beach ở đâu. Và đã rất là nhiều người đến đó hàng ngày. Có những cái sự kiện mà mình thấy để mỗi lần mình đến là người đứng ngập tràn cái con đường chung quanh mẹ, đường đường Ocean đó, ngay ở Long Beach. Đôi lúc hàng xóm ở đó họ cũng phải là tông người quá, đôi lúc họ cũng phải là để những cái bảng là thì trước nhà là đừng có leo lên cỏ của họ, ví dụ vậy đó. Hương nói vậy để cho biết là Hương cũng hay lên đó thì thấy hầu như là từ sáng đến tối, chứ không phải là có là cái giờ nào nghỉ việc hoặc là những cái ngày lễ lớn đâu. Từ sáng đến tối lai ra lúc nào cũng có người đến với mẹ. Và nếu mà những cái ngày lễ thì khỏi phải nói, đông lắm luôn. Cô chú Hà Tiến Sĩ, cảm ơn chú đã nhắc nhở, và cũng cô chú cũng đã cầu nguyện. Đó là Vi Hương ơi, Vi Hương có thể sáng tác một cái bài cho Đức Mẹ Long Beach, chú sẽ cầu nguyện cho Hương, cô chú sẽ cầu nguyện. Thế thì Hương với cô chú cùng cầu nguyện, và Hương đã có một tác phẩm ra đời, một bài hát để dâng lên Mẹ Long Beach. Rất là nhiều người và chính bản thân Hương cũng đã đến tâm sự cùng mẹ nhiều lần. Và đây là bài hát xin gửi đến cho quý vị. Rất là mới, phải nói là mới toanh luôn. Và những cái sáng tác mới của Hương lúc nào mới ra đầu tay thì cái người mà Hương nghĩ đến là những người mà ca sĩ thân quen của chương trình Hát Là Cầu Nguyện. Ví dụ như là em Hoàng Mỹ Vân thì đưa bài hát chỉ cần trước một ngày thôi là Vân cũng hoàn chỉnh ngay. Cảm ơn Hoàng Mỹ Vân rất nhiều. Và bây giờ thì Hương sẽ gửi cho quý vị những cái hình ảnh mà quý vị thấy đó, những cái quang cảnh mà trên chỗ Đức Mẹ Long Beach, Đức Mẹ Hòa Bình, và còn có thêm một cái tên rất là quen thuộc là nhiều người gọi là Đức Mẹ Con Sò ở Long Beach. Quý vị nhìn thấy, nếu quý vị nào mà chưa lên đó, quý vị ở xa bên Việt Nam và các cái tiểu bang hoặc là những nước xa xôi thì coi để thấy là cái quang cảnh Đức Mẹ Con Sò, Đức Mẹ Long Beach, Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach rất là vui nhộn mỗi ngày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Đặc biệt để dâng kính mẹ do nhạc sĩ Đoàn Vi Hương vừa sáng tác, đó là bản Mẹ Hòa Bình Long Beach. Lần đầu tiên ca sĩ Hoàng Mỹ Vân sẽ trình bày để dâng lên mẹ ngày hôm nay. Kính mời ông bà anh chị em thưởng thức. Kính mừng Maria, Mẹ Hòa
bình của chúng con. Kính mừng Maria, mẹ lòng biết yêu thương vô vàn. Kính mừng Maria, mẹ hòa bình của chúng con. Siêu hiền chờ con, mẹ đứng đó thấu hiểu lòng con nài van, mẹ ban ơn cho người chạy đến, ngày đêm hoa vàng ngập lối kính dâng lên mẹ. Mẹ đứng đó nhìn xa biên trời mênh mông, mẹ đứng đó sang tay tràn hoa chờ che. Mẹ sưởi ấm tim người băng giá, mẹ ban ơn cho người ngoại giao đến van xin mẹ. Biển trời Long Beach bao la, chúng con về dâng trọn lời ca. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, mẹ hòa bình là đây. Kính mừng Maria, xin mẹ cầu bầu cho nước Việt Nam. Kính mừng Maria, mẹ Long Beach yêu thương vô vàn. Kính mừng Maria, hòa bình của chúng con. Kính mừng Maria, mẹ Long Beach yêu thương vô vàn. Kính mừng Maria, mẹ hòa bình của chúng con. Kính mừng Maria, mẹ hòa bình của chúng quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn nhạc sĩ Đoàn Biên Hương.